Ô, vừa review H111 xong, bây giờ lại có H110 anh em ạ. Ô, xem em nó có gì khác biệt nhá. 200.000 thì anh em chỉ có thế thôi, chả có gì ngoài tai nghe cả anh em ạ. Tai nghe màu đen kết nối bằng hai đầu 3.5. Ô, đây là điểm khác biệt đấy. Tai nghe có thể kéo dài, nhưng mà nghiêng thì gần như là rất ít. Còn có cả mic và có sẵn bọc đầu, nhưng mà không có chỉnh âm thanh và cả tắt mic luôn. Đeo vào thì khá là nhẹ nhàng, tương đối thoải mái, nhưng mà cái đệm tai này thì rất mỏng, thế nên là chạm một chút vào cái màng tai. Chất lượng âm thanh thì chép được, mít được, nhưng mà bass thì cũng không hề có chút nào cả. Nhưng may quá là âm thanh không bị chóe. Nói chung là con tai nghe này thì telecell thôi, âm thanh nghe tạm được, còn mic thì rất là tốt anh em nhá. Check đường link dưới mô tả nha.